Cô chào tất cả các em. Cô xin giới thiệu cô là Lê Thị Minh Nguyệt, đến từ trường Trung học Cơ sở Hùng Vương. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Ở bài 8, các em đang dừng lại ở hai nội dung. Nội dung thứ nhất, các em đã tìm hiểu, đó là sự đa dạng của chất. Và ở nội dung này, các em đã biết, chất ở chung quanh chúng ta, ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Ở nội dung thứ hai, các em đã biết về các thể cơ bản của chất và những đặc điểm của chúng. Và để ôn lại những nội dung các em đã được học trong tiết trước, thì bây giờ các em hãy hoàn thành cho cô những bài tập sau. Em hãy chọn đáp án A, B, C hoặc D cho câu trả lời đúng. Câu hỏi thứ nhất. Các trạng thái cơ bản mà chất có thể tồn tại là A. Rắn, lỏng. B. Rắn, lỏng, khí. C. Rắn, khí. Và D. Lỏng khí. Các em hãy suy nghĩ để trả lời. Đáp án của chúng ta là đáp án gì nào? A. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Tùy theo điều kiện về nhiệt độ và áp suất, thường một chất có thể tồn tại ở ba trạng thái, đó là trạng thái rắn, trạng thái lỏng và trạng thái khí. Ví dụ, đối với nước có thể tồn tại ở ba trạng thái. Trạng thái rắn, ví dụ như là nước đá. Trạng thái lỏng, ví dụ nước chúng ta vẫn uống hàng ngày. Và trạng thái khí, đó chính là hơi nước. Bây giờ các em chuyển sang câu hỏi thứ hai. Chất ở thể rắn có đặc điểm gì? A. Các hạt liên kết không chặt chẽ, có hình dạng không xác định, thể tích xác định, khó bị nén. B. Các hạt chuyển động tự do, có hình dạng và thể tích không xác định, dễ bị nén. C. Các hạt liên kết chặt chẽ, có hình dạng và thể tích xác định, rất khó bị nén. Các em hãy suy nghĩ để trả lời. Trước khi đưa ra đáp án, cô muốn các em quay trở lại với những kiến thức chúng ta đã học về đặc điểm các thể của chất. Các em chú ý ở đây, đối với chất rắn, các hạt sắp xếp rất khít nhau và dao động tại chỗ. Và chính vì vậy cho nên đối với chất rắn thì nó có hình dạng và thể tích xác định. Và vì khoảng cách như vậy cho nên đối với chất rắn nó rất khó bị nén. Đối với chất ở thể lỏng thì như thế nào? Đối với chất thể lỏng thì các hạt nó ở gần nhau và liên kết giữa các hạt không chặt chẽ. Chính vì vậy đối với chất ở thể lỏng thì nó có hình dạng không xác định, nhưng mà lực liên kết này nó vẫn đủ lớn để làm cho chất lỏng nó có thể tích xác định. Tuy nhiên khoảng cách của nó cũng gần nhau như thế này, cho nên đối với chất lỏng nó khó bị nén. Đối với chất khí thì các em thấy rằng đối với chất khí các hạt nó ở rất xa nhau và nó chuyển động tự do về mọi phía. Vì nó chuyển động tự do về mọi phía và với khoảng cách như thế này, cho nên đối với chất khí cả về hình dạng và cả về thể tích nó không xác định. Và với khoảng cách lớn như thế này, cho nên đối với chất khí nó dễ bị nén. Vậy thì bây giờ quay lại về đáp án của chúng ta. Đáp án A, nó là đặc điểm của chất lỏng. Đáp án B, đó là đặc điểm của chất ở thể khí. Và đáp án C, đó chính là đáp án của đúng của chúng ta. C. Đặc điểm của các chất ở thể rắn. Các hạt liên kết chặt chẽ, có hình dạng và thể tích xác định, rất khó bị nén. Cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Và với việc trả lời đúng những câu hỏi này, có nghĩa là các em đã nắm được nội dung về các thể của chất được học trong tiết trước. Các em đã biết là chất thì rất phong phú và đa dạng. Chất có ở khắp mọi nơi. Ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Và việc hiểu biết về tính chất của chất giúp cho chúng ta có thể ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và trong sản xuất. Ví dụ, tại sao khi xử lý một đám cháy do xăng, người ta lại không dùng nước? Và việc nếu em hiểu biết về tính chất của chất, em có thể giải thích được điều này. Hoặc việc em ứng dụng tính chất của chất, chúng ta có thể tạo ra những món đồ chơi rất thú vị ở lứa tuổi chúng mình. Ví dụ như món đồ chơi sau đây, các em chú ý lên màn hình. Đây là món đồ chơi gì?
Em có biết đây là món đồ chơi gì không? À, đây chính là salam. Rất nhiều bạn ở nhà đã làm ra món salam này để chơi. Và có rất nhiều cách để tạo ra salam này. Và trong đây cô sẽ giới thiệu cho em một cách. Đầu tiên em cho keo trong suốt vào. Tiếp đến cho nước, màu thực phẩm. Chúng ta trộn đều hỗn hợp này lên. Cho thêm baking soda và nước vào. Chúng ta tiếp tục trộn đều hỗn hợp để tạo ra một hỗn hợp sánh đặc. Và bí mật nằm ở đây. Đã thêm chất gì vào và em theo dõi tiếp kết quả chúng ta thu được của loại salam này. Bây giờ chúng ta có thể nghịch với 500. Khi đưa 500 vào, kém thấy những hiện tượng rất thú vị. Dường như salam này nó có thể di chuyển đến 500. Vậy, điểm đặc biệt ở đây là gì? Cô đã thêm vào đây chất gì? Và đã vận dụng tính chất nào của chất? Vậy để trả lời những câu hỏi này, khi các em nghiên cứu nội dung thứ 3, tính chất của chất, các em sẽ trả lời được các câu hỏi cô đặt ra ban đầu. Và ngoài ra, chúng ta có thể tìm hiểu thêm một số tính chất khác của chất. Bây giờ, cô mời các em đi vào nội dung tiếp của bài học này. Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất, tính chất của chất. Nội dung thứ 3, tính chất của chất. Để tìm hiểu nội dung này, các em cần trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, đó là chất có những tính chất gì? Và thứ hai, làm thế nào để biết được tính chất của chất? Và nội dung này chúng ta sẽ hoàn thành trong 2 tiết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tiết đầu tiên. Nhận xét về tính chất của chất. Trên màn hình cô có các hình ảnh. Thứ nhất, một mẫu thang. Thứ hai, dầu ăn. Thứ ba, một ấm nước đang sôi. Em hãy quan sát và nhận xét về thể và màu sắc của thang đá, dầu ăn và hơi nước. Bây giờ với hình ảnh đầu tiên, thang đá, nó là chất rắn, có màu đen. Đối với dầu ăn, nó là chất lỏng, có màu vàng. Thứ ba, với hơi nước. Hơi nước ở dạng khí và nó là chất không màu. Như vậy, bằng việc quan sát, các em đã nhận ra một số tính chất bên ngoài, ví dụ như màu sắc và trạng thái các chất. Đối với mỗi chất thì có thể nó có những đặc điểm giống nhau, nhưng mà nó luôn luôn có những điểm khác nhau. Những điểm giống nhau này có thể về màu sắc này, về trạng thái, về hình dạng hoặc là những tính chất khác. Và dựa vào những điểm đặc điểm khác nhau này để người ta phân biệt được chất này với chất khác. Vậy làm sao để chúng ta biết được tính chất của chất? Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung tiếp theo. Tìm hiểu một số tính chất của chất. Với dù nội dung này, chúng ta sẽ bắt đầu với thí nghiệm số 1. Đo nhiệt độ sôi của nước. Và để tiến hành thí nghiệm này, chúng ta cần có các dụng cụ như sau. Ở đây chúng ta có thứ nhất, đó là nhiệt kế. Thứ hai là bình cầu có ống dẫn khí. Và thứ ba đó là đèn cồn. Để tiến hành thí nghiệm này, chúng ta có các bước như sau. Bước 1, em sẽ lấy khoảng 150ml nước cất và cho vào bình cầu. Bước 2, các em sẽ cắm nhiệt kế vào sao cho bầu của nhiệt kế nó tiếp xúc với nước nhưng mà
nó không chạm đáy. Bước 3. Em tiến hành đun nóng bằng đèn cồn cho đến lúc nước sôi. Và điểm đặc biệt, các em sẽ quan sát cho cô ở các điểm như sau. Thứ nhất là quan sát tại vị trí nhiệt kế. Thứ hai, quan sát tại vị trí ở trên bề mặt thoáng và trong lòng chất lỏng. Và thứ ba, ở vị trí đầu ống dẫn khí. Đặc biệt khi quan sát ở vị trí này, các em ghi lại kết quả sự thay đổi nhiệt độ trên nhiệt kế và thể của nước theo mẫu của hình 8.2 như sau. Trong bảng này sẽ có 3 cột thời gian, cột nhiệt độ và sự chuyển thể của nước. Thì tùy theo điều kiện thí nghiệm mà khoảng thời gian chúng ta đun này có thể là 5 phút, 7 phút, 10 phút, nhưng mà cũng có thể là thời gian sẽ lâu hơn. Các em rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi thí nghiệm. Như vậy kết thúc thí nghiệm, chúng ta có bảng số liệu như sau. Bây giờ các em chú ý vào bảng số liệu để trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Từ phút thứ nhất đến phút thứ bảy, nhiệt độ của nước thay đổi như thế nào? Như vậy từ phút thứ nhất đến phút thứ bảy, nhiệt độ của nước tăng dần từ 48 đến 95 độ C. Và trong giai đoạn này, nước ở trong cốc ở thể lỏng. Câu hỏi thứ hai, từ phút thứ 8 đến phút thứ 10, nhiệt độ của nước có thay đổi không? Như vậy từ phút thứ 8 đến phút thứ 10, nhiệt độ của nước không đổi là 100 độ C. Trong giai đoạn này, chúng ta thấy có sự chuyển thể của nước, nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Và quá trình chuyển thể này, chúng ta thấy rất rõ phần hơi nước thoát ra ở đầu ống dẫn khí. Và trong quá trình này thì có sự bay hơi của nước. Và sự bay hơi này nó không chỉ xảy ra trên bề mặt thoáng mà nó có thể xảy ra ngay trong lòng chất lỏng. Và chính vì vậy mà em quan sát thấy ở đây nó có các bọt khí sinh ra ở trong lòng chất lỏng. Và quá trình bay hơi đặc biệt như vậy chính là sự sôi của nước. Và trong suốt quá trình sôi, chúng ta thấy rằng nhiệt độ của nước không thay đổi là 100 độ C. Vậy thì, em hãy kết luận cho cô, nhiệt độ sôi của nước chúng ta đo được là bao nhiêu? Nhiệt độ sôi của nước chúng ta đo được đó là 100 độ C.
Như vậy qua quá trình chúng ta đun nóng như thế này, chỉ xảy ra quá trình chuyển thể của chất từ thể lỏng sang thể khí, không có sự chuyển đổi về chất. Và những tính chất mà trong đó không có sự thay đổi về chất, người ta gọi đó là tính chất vật lý. Vậy em ghi cho cô nội dung thứ nhất. A. Tính chất vật lý. Tính chất vật lý là tính chất mà trong đó không có sự tạo thành chất mới. Và chúng ta có thể kể đến một số tính chất vật lý như sau. Không có sự tạo thành chất mới ở đây, chúng ta có thể nhắc đến đó là những tính chất mà chúng ta đo được hoặc là chúng ta có thể cảm nhận được thông qua các giác quan. Ví dụ như là về thể, về màu sắc, về hình dạng, về kích thước hoặc khối lượng riêng. Bên cạnh đó cũng có những tính chất, ví dụ như trong thí nghiệm 1 vừa rồi, nó có sự biến đổi, nhưng sự biến đổi này nó không sinh ra chất mới. Đó cũng là tính chất vật lý, như là sự về tính nóng chảy hay là tính trôi của chất. Và để rõ hơn về tính chất vật lý, các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi sau. Cô có hình ảnh ban đầu của sắt, sắt có màu trắng xám. Trường hợp thứ nhất, sắt bị nám châm hút. Trường hợp thứ hai, đinh sắt bị rỉ. Các em hãy cho cô biết trường hợp nào là tính chất vật lý của sắt. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh các trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai với sắt ban đầu. Ở trường hợp thứ nhất, sắt không có sự thay đổi, sắt vẫn có màu trắng xám như ban đầu. Vậy ở đây không có sự tạo thành chất mới. Đây chính là tính chất vật lý của sắt. Trường hợp thứ hai, so sánh màu sắc với sắc ban đầu đã có sự thay đổi. Sắc ở đây có màu vàng nâu, nó khác hẳn với đinh sắc ban đầu là màu trắng xám. Vậy ở đây đã có sự tạo thành chất mới. Đây không phải là tính chất vật lý của sắc. Vậy trong trường hợp sau đây, có phải là tính chất vật lý hay không? Các em theo dõi thí nghiệm 2. Thử tính tan trong nước của muối ăn và dầu ăn. Cách tiến hành thí nghiệm này. Bước 1, lấy hai cốc thủy tinh giống nhau và cho cùng một lượng nước vào hai cốc. Bước 2, cho vào cốc thứ nhất một thìa muối ăn, cho vào cốc thứ hai một thìa dầu ăn. Các em hãy nhận xét hiện tượng. Bây giờ cô mời các em theo dõi nội dung của thí nghiệm. Thank you.
Như vậy, kết thúc thí nghiệm chúng ta thu được hai cốc như trên màn hình. Các em hãy nhận xét cho cô hiện tượng xảy ra. Chúng ta có hai cốc. Đây là cốc thứ nhất khi cho muối ăn vào, cốc thứ hai khi cho dầu ăn vào. Vậy hiện tượng xảy ra của chúng ta là gì nào? Thứ nhất, muối ăn thì tan trong nước, còn dầu ăn không tan trong nước. Và đây có phải là tính chất vật lý của chất hay không? Bây giờ chúng ta cũng phân tích xem nó có sự biến đổi tạo thành chất mới hay không. Đối với cốc thứ nhất, không có sự biến đổi nào ở đây cả. Dầu ăn không tan trong nước và nhẹ hơn nước, nó nổi trên mặt nước, chúng ta thấy rất rõ qua hình ảnh của thí nghiệm. Thứ hai, đối với muối ăn, nó tan trong nước, nhưng mà quá trình biến đổi này, theo em nó có sinh ra chất mới hay không? Thì khi muối ăn hòa tan vào nước, tạo thành được muối. Và khi tạo thành được muối thì chắc chắn chúng ta đều biết rằng, khi nếm vị của nước muối là vị mặn. Vậy thì ở đây, muối ăn chưa biến đổi thành chất khác, do đó nước muối có vị mặn. Và quá trình có sự biến đổi nhưng không tạo ra chất mới thì đó chính là tính chất vật lý. Vậy thì tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác đó là tính chất vật lý. Bây giờ cô mời các em tìm hiểu một tính chất khác thông qua đoạn phim ngắn sau đây. Chú ít này đang thắc mắc không hiểu vì sao bóng đèn lại sáng. Chúng ta có một mạch điện như thế này. Để cho bóng đèn sáng thì cần có dây dẫn để nối từ nguồn điện đến nguồn đèn để tạo một mạch kín. Vậy thì có phải tất cả loại dây dẫn đều có thể làm dây dẫn điện hay không? Thì ở đây không phải, có những chất có thể dẫn điện và có chất là chất cắt điện. Vậy ở gia đình em dùng kim loại nào để làm dây dẫn điện? Ở chúng ta thường dùng kim loại đồng để làm dây dẫn điện vì nó có khả năng dẫn điện tốt. Ngoài kim loại đồng ra, chúng ta có thể dùng nhôm để làm dây dẫn điện. Bạc cũng là một kim loại dẫn điện rất tốt, tốt hơn cả nhôm hoặc đồng. Vậy thì tại sao bạc lại không được dùng làm dây dẫn điện? Lý do ở đây là vì sao nào? Vì bạc nó quá đắt, đúng không nào? Như vậy, tính dẫn điện ở đây cũng là một tính chất vật lý. Và tính dẫn nhiệt cũng tương tự là tính chất vật lý. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu các nội dung của tính chất vật lý. Và câu hỏi thứ hai đầu bài đó là chúng ta đã làm thế nào để biết được những tính chất này. Thứ nhất, chúng ta đã tiến hành quan sát. Việc quan sát có thể nhận ra những tính chất bên ngoài, ví dụ như thể, màu sắc, hình dạng, kích thước, v.v. Hoặc là thông qua việc đo lường, ví dụ như chúng ta đo được nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy hoặc khối lượng riêng. Và bằng cách làm thí nghiệm, như chúng ta thông qua các thí nghiệm vừa rồi, mình có thể xác định được tính tan, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, v.v. Vậy em ghi cho cô tiếp tục nội dung này. Bằng quan sát, đo lường hoặc làm thí nghiệm để nhận biết tính chất của chất. Các em đã được tìm hiểu nội dung thứ nhất của tính chất của chất, đó là tính chất vật lý. Bây giờ để khắc sâu phần kiến thức này thì các em cùng cố hoàn thành các bài tập sau. Bài tập số 1. Hãy cho biết một số tính chất vật lý của các chất sau. Thứ nhất, đường. Thứ hai, kim loại bạc. Thứ ba, xăng.
Các em suy nghĩ để trả lời. Đối với đường, đường ở đây là một chất rất quen thuộc với chúng ta hàng ngày rồi, đúng không nào? Mình có thể dùng làm bánh này, pha nước chanh hoặc là nấu chè cũng dùng đường. Vậy thì đường nó có những tính chất, đó là chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt. Đối với kim loại bạc nó được dùng làm đồ trang sức hoặc là các vật trang trí. Và chủ yếu nó dựa vào vẻ sáng lấp lánh bên ngoài, đó là ánh kim. Vậy đối với kim loại bạc nó có các tính chất vật lý, đó là chất rắn, màu trắng và có ánh kim. Đối với xăng, xăng là một chất lỏng, nó không tan trong nước. Và đối với màu sắc thì xăng này, ví dụ như xăng ở trên hình ảnh này, nó có màu xanh. Tuy nhiên em có thể gặp các loại xăng khác với màu sắc khác nhau, ví dụ như có loài nó ngả sang màu vàng, hoặc là có loài thì thậm chí không màu. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 2. Sau đây là bảng theo dõi nhiệt độ theo thời gian của một chất khi đun nóng. Em hãy dựa vào bảng này để trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, có hiện tượng gì xảy ra từ phút 12 đến phút 16? Câu hỏi thứ hai, B. Chất lỏng này có phải là nước không? Vì sao? Từ phút 12 đến phút 16, đây là quá trình chất lỏng sôi. Và nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. Theo ở bảng này là 78 độ C. Câu B, chất lỏng này có phải là nước không? À, chúng ta so sánh giữa nhiệt độ sôi của hai chất. Đây không phải là nước, bởi vì nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C, trong khi nhiệt độ sôi của chất lỏng này là 78 độ C. Và chất lỏng này đó chính là ethanol và còn được gọi là cồn. Bài tập số 3. Hãy ghép các tính chất vật lý phù hợp với các ứng dụng cho dưới đây. Các em hãy suy nghĩ và trả lời. Thứ nhất, chúng ta thấy đồng dẫn điện tốt. Vậy thì nó được dùng để làm gì nào? Nó được dùng để làm lõi dây dẫn điện. Thứ hai, cao su có tính đàn hồi, nó được dùng để làm lốp xe. Thứ ba, vàng bạc có ánh kim và nó được dùng để làm đồ trang sức hoặc vật trang trí. Ở đây thì như cô nói lúc nãy, bạc vẫn có khả năng dẫn điện rất tốt, nhưng người ta không dùng để làm dây dẫn điện vì chúng ta biết rằng giá thành của bạc nó cao hơn rất nhiều so với dây đồng ở trên này. Và thứ tư, khí hydrogen nhẹ hơn không khí. Vậy thì nó dùng làm gì? Chính là nó dùng để bơm vào bong bóng bay. Như vậy chúng ta đã hoàn thành 3 bài tập của nội dung về tính chất vật lý ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta quay lại với những câu hỏi chúng ta đưa ra từ đầu bài. Đó là, vì sao khi xử lý một đám cháy do xăng, người ta lại không dùng nước? Dựa vào tính chất vật lý, em có thể trả lời được điều này. Vậy câu trả lời của các em là gì? À, xăng là một chất, nó không tan trong nước và nhẹ hơn nước, cho nên chúng ta không thể xử lý nó bằng cách cho nước vào để dập tắt đám cháy do xăng được. Thứ hai, các em quan sát lại đoạn phim này, suy nghĩ dựa vào tính chất vật lý, cho cô biết chất chúng ta đã thêm vào là chất gì và chúng ta đã vận dụng tính chất nào của chất.
xe lăn này nó tiến về phía nam châm, bởi vì nó có tính chất nó bị nam châm hút, như bài tập lúc nãy chúng ta đã nhắc đến. Vậy chất chúng ta đưa vào ở đây chính là sắt, và tính chất chúng ta đã vận dụng ở đây là sắt bị nam châm hút. Bây giờ cô hướng dẫn các em những nội dung về nhà. Các em sẽ học bài. Nội dung đó là gì? Những nội dung chúng ta đã ghi chép ở đây. Thứ hai, các em tìm thêm một số tính chất vật lý của các chất có xung quanh em. Thứ ba, làm cho cô bài tập 4, sách giáo khoa trang 43. Và em tìm hiểu phần còn lại của nội dung phần 3 về tính chất của chất. Như vậy, các em đã hoàn thành nội dung về tính chất của chất. Và ngoài tính chất vật lý ra, thì chất còn có tính chất nào nữa hay không? Thì nội dung đó các em tìm hiểu trong tiết học sau. Bài học của cô đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn sự theo dõi của các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.